cộng đồng LGBT cộng xuyên suốt lịch sử loài người nắm giữ một vị trí bất định và bất ổn trong xã hội. Tuy được tận hưởng một khoảng thời gian ngắn ngủi phát triển dưới các nền văn minh Hy Lạp và Roma cổ đại, trong phần lớn lịch sử nhân loại, họ chịu đựng sự đàn áp, áp bức và thậm chí bạo lực từ mọi phía của xã hội. Đến ngày nay, trong một thế giới cấp tiến và phát triển hơn rất nhiều, họ vẫn là tâm điểm của một cuộc tranh cãi gai gắt về sự cởi mở tình dục. Họ trở thành các quân cờ chính trị của các chính trị gia nhằm thỏa mãn cử tri cả hai bên. Nhưng suy cho cùng, họ chẳng khác gì bạn và mình. Họ cũng là những con người, những cá nhân với những khát vọng, hoài bão và mong muốn đơn giản được mưu cầu hạnh phúc. Họ chỉ mong muốn nhận lại sự cảm thông, sự chấp nhận và sự hòa đồng khi họ nói đây là tôi. Das bin ich. Je suis moi. C'est moi. This is me. Run away.
tôi đi hoa hậu, người ta bảo rằng là đúng rồi, hoa hậu. Bây giờ chúng ta sẽ cùng điểm tên những lớp nào đã vô địch chung kết giải tập tập những vấn đề toàn cầu của đội tuyển Việt sơ nhá. Khối 67 xin được chúc mừng quán quân của chúng ta. Xin được chúc mừng tập thể lớp 7A4. Khối 8 chính. Thầy thấy lớp 8 và 1 nhau 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 nhau. Mà những lớp nhau nhau thường không được giải đâu. Nè, rồi. Quán quân của khối 8 chính xin được chúc mừng. Lớp này 2 năm trước đã vô địch. Và đó chính là 8A4. Và cuối cùng, một phần rất đặc biệt của chúng ta. Quán quân của khối 10 và 11, chúng ta có 2 lớp. Có 2 lớp, thầy thấy là chúng ta khi đang tụ hợp mình chơi cái gì kia. Rất là tâm lý đúng không? Rồi, bây giờ chúng ta cùng nghe quán quân của khối 10 và 11. Quán quân đầu tiên, xin được chúc mừng lớp 11A4. Và quán quân thứ 2 của khối 10 và 11, xin được chúc mừng một lớp 10. Một lớp 10. Và đó chính là lớp 10A4. Xin mời tất cả các lớp quán quân chúng ta cùng tiến lên sân khấu. Sau đây xin trân trọng kính mời cô Triệu Thị Dương, phó hiệu trưởng nhà trường và điều phối chuyên môn thầy Nguyễn Lê Anh sẽ lên sân khấu trao phần thưởng cho lớp quán quân. Mỗi lớp chúng ta cử đại diện một người thôi nha.
không về nữa. Mời ba bố. Sau đây xin trân trọng kính mời các lãnh đạo giải diễn vào 6-1, 10-1 và 9-2 cùng tiến lên sân khấu để nhận giải thưởng từ ban tổ chức. Rất là hoành tráng. Bây giờ chúng ta cùng nghe xem đã được kết quả như thế nào nhé. Vật á quân của khối 67. Khối 67 à? Khối các em nhỏ của chúng ta. Á quân của khối 67 xin được chúc mừng lớp 62. Khối 89 xin được chúc mừng lớp 9A. Này chưa nói luôn á, khối 9A rồi là vô địch rồi. Xin được chúc mừng 9A1. Và á quân của khối 10-11 xin được chúc mừng lớp 11A5. Xin được chúc lớp và các á quân xin được cùng tiến quán quân. Và trong những cuộc thi hoa hậu người ta bảo rằng là đúng rồi, hoa hậu. Bây giờ chúng ta sẽ cùng điểm tên những lớp nào đã vô địch chung kết giải tập tập những vấn đề toàn cầu của đội tuyển Nguyên Sơ nhá. Khối 67 xin được chúc mừng quán quân của chúng ta. Xin được chúc mừng tập thể lớp 7A4. Khối 89 thầy thấy lớp 81 nha. Một lần rất đặc biệt của chúng ta, quán quân của khối 10 và 11, chúng ta có hai lớp. Có hai lớp, thầy thấy là giống như khi đang tụ họp mình chơi kiểu gì kia. Chắc là tâm lý đúng không? Rồi bây giờ chúng ta cùng nghe quán quân của khối 10 và 11. Quán quân đầu tiên xin được chúc mừng lớp 11A4. Xin được chúc mừng một lớp 10. Và đó chính là lớp 10